Thưa quý vị, tiếp tục chương trình là thông tin. Vừa qua, Quốc hội đã thông qua luật kinh doanh bất động sản sửa đổi với 465 trên 469 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành. Luật gồm 10 chương 83 điều, có nhiều quy định chặt chẽ hơn trong kinh doanh bất động sản để bảo vệ người mua nhà đất. Theo quy định mới, chủ đầu tư doanh nghiệp kinh doanh bất động sản buộc phải thanh toán qua ngân hàng nhằm bảo đảm kiểm soát dòng tiền giao dịch. Luật kinh doanh bất động sản sửa đổi được Quốc hội thông qua với hơn 94% đại biểu tán thành. Luật này có hiệu lực từ 1 tháng 1 năm 2025. Theo quy định mới được Quốc hội thông qua, đặt cọc mua bán nhà trên giấy được siết lại. Cụ thể, chủ đầu tư dự án bất động sản chỉ được thu tiền đặt cọc không quá 5% giá bán, cho thuê mua nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai khi đã đủ điều kiện đưa vào kinh doanh. Về thanh toán khi giao dịch nhà ở hình thành trong tương lai, chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế cho biết, qua rà soát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chốt phương án khách hàng thanh toán 95% giá trị hợp đồng. Chủ đầu tư phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính, tiền thuê đất, các loại thuế, phí liên quan đến đất đai trước khi chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản. Chủ nhiệm Ủy ban Vũ Hồng Thanh cho hay, quy định này nhằm ngăn ngừa tình trạng chọn nhà đầu tư không đủ năng lực chuyển nhượng dự án và bảo đảm nguyên tắc chỉ bán, chuyển nhượng những gì người bán chuyển nhượng có.